Kính thưa tất cả quý vị, mấy ngày vừa qua Quốc Võ khá là bận rộn trong công việc hàng ngày, cộng với lại là mình đang theo dõi cái vụ việc của cô bé Vân An 8 tuổi đó. Đây là một cái sự kiện rất lớn và nó gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng của người Việt Nam cho ta, từ Việt Nam cho tới hải ngoại luôn. Vì vậy cho nên Quốc Võ muốn làm về đề tài này. Ít có người làm quá cho nên là Quốc Võ muốn làm đề tài này để nêu cao cái tinh thần mà coi như là chống đối lại những cái xấu xa trong xã hội đó. Thì cái câu chuyện này làm cho chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta cần phải lên tiếng nói, bởi vì nếu như chúng ta không lên tiếng nói thì cái vụ việc nó sẽ chìm xuống. Bởi vì nghe nói là nghe đâu trong gia đình là họ có những thế lực rất lớn đó, thì họ muốn chạy án này nọ vân vân. Vì vậy cho nên là để mà đưa câu chuyện này ánh sáng mà để pháp luật họ trừng trị một cách thích đáng đó, những cái người mà ra tay dã man để giết hại một đứa bé gái 8 tuổi như vậy đó, thì chúng ta không thể nào mà chúng ta đứng nhìn một cách rất là có cái câu chuyện bình thường được, mà chúng ta còn phải lên tiếng nói mạnh mẽ hơn. Vì vậy cho nên là những ngày vừa qua Quốc Võ cũng khá là bận rộn khi thu thập những cái tin tức rồi vân vân. Cộng với lại Quốc Võ cũng đang chuẩn bị làm một cái lễ cầu siêu cho bé để coi như là có một cái tấm lòng của người Việt Nam tại hải ngoại nói chung và ngay tại Busan này nói riêng. Thì Quốc Võ cũng cùng một số những anh em bạn bè thân hữu đó sẽ tổ chức một cái buổi lễ cầu siêu cho bé vào sáng Chủ nhật này. Và bắt đầu từ 9 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều luôn. Thì quý vị nào mà ngay tại vùng Busan này đó mà có cái tấm lòng á, thì nên ghé lại cái chỗ gọi là Vô Môn Thiền Tự đó, ở trên đường Gilbert. Thì Quốc Võ sẽ báo cho các bạn biết cái địa chỉ chính xác là sao. Đó thì cái buổi lễ cầu siêu sẽ có thầy trụ trì tụng kinh và sẽ có làm một cái buổi lễ nhỏ nhưng mà nó rất là long trọng để cho mọi người tới thắp cho bé một cái nén hương ha, là như vậy. Nhưng mà Quốc Võ cũng không có quên theo dõi những tin tức về câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng, Võ Hoàng Yên, rồi tỉnh Thất Bồng Lai, hoặc là vừa rồi là một cái sự kiện cũng khá là trọng đại tại công ty Đại Nam, tức là ra mắt một cái buổi lễ coi như là rất lớn mà tổ chức coi như là để khai trương cái thương hiệu là găng tay của Đại Nam đó. Thì đó là một trong những sự kiện lớn. Thì Quốc Võ cũng theo dõi tôi thường xuyên. Mình không có làm clip tại vì mình không có cái giờ đủ giờ để mình làm nhiều cái chủ đề khác nhau, nhưng mà mình vẫn theo dõi để mình tìm hiểu thông tin, mình theo dõi tin tức. Nhưng mà hôm nay thì lại khá là bực bội, bức xúc khi mà mình nghe được những một số những nguồn tin. Cho nên Quốc Võ cũng làm clip này để nói lên cái quan điểm của cá nhân của mình, tại vì đây là một cái kênh thông tin YouTube. Thì ít nhiều mình cũng phải có một tiếng nói rất là trung thực, đúng là đúng, sai là sai, không có cổ súy cho những việc sai trái, và những cái việc nào tốt thì chúng ta phải tuyên dương, chúng ta phải khích lại tinh thần để động viên những cái người mà họ có thể là đứng một chiều sào, họ đứng ra họ làm được những cái gì để giúp ích cho đất nước, giúp ích cho con người, giúp ích cho xã hội. Trong cái câu chuyện mà vừa qua giống như là ra mắt một cái sản phẩm rất mà găng tay mà có thể xuất khẩu ra nước ngoài, thì cái điều đó quả thật rằng là một cái sự tự hào của dân tộc. Không phải nói dốc chứ các bạn biết rằng là Quốc Võ thường hay cũng đi shopping, đi chợ mua đồ ăn, hoặc là đi mua quần áo mặc, hoặc là đi mua bất cứ một cái vấn đề gì đó để cho nhu cầu cá nhân đó. Thì lúc nào cầm một cái món hàng đó lên Quốc Võ cũng coi nó sản xuất từ đâu, made in Việt Nam hoặc là made in China hoặc là made in USA hoặc là made in Japan hoặc là made in cái gì đó, nói chung là nó có rất là nhiều những cái hãng xưởng mà nó xuất thân từ những cái nước nào đó, thì mình phải coi cho kỹ.
và rất là hạn chế xài đồ made in China nha, rất là hạn chế. Mà mỗi khi mà cầm một món hàng nào lên đó mà mình thấy rằng là made in Việt Nam đó, Quốc Võ rất là khoái luôn. Tại vì sao? Tại vì wow, mình wow, cái mặt hàng của Việt Nam hiện tại bây giờ đã xuất khẩu được qua Mỹ rồi các bạn. Mình mừng quá, tại vì thật sự ở trên thế giới có rất quá nhiều nước đi, có hàng trăm những nước khác nhau, mà chỉ cần một hai nước nào đó mà được xuất khẩu qua Mỹ, tức là cái mặt hàng của họ rất là tốt, họ mới được xuất khẩu qua Mỹ, chứ không phải đơn giản đâu. Tại Mỹ họ kiểm tra chất lượng sản phẩm cực kỳ khó, và những hàng mà mặt hàng nào mà hàng mà tuyệt vời á, mặt hàng nào mà chất lượng cao thì họ mới sẽ xuất khẩu qua Mỹ được, chứ không phải là đơn giản. Mà các bạn biết rằng là bây giờ đa số là cái mặt hàng đó là họ make in là China nhiều, bởi vì những cái hãng xưởng lớn, thậm chí là ngay thằng Apple luôn các bạn, cái thằng mà như là iPhone, hoặc là những công ty mà thiết bị mà dụng cụ về về khoa kỹ thuật mà cao, thì họ cũng để những cái manufacturer đó, tức là những cái nhà máy sản xuất nó nằm tại Trung Quốc. Để chi? Nhân công nó quá rẻ đó, cho nên là nhân công họ nó quá rẻ đi, cho nên là họ đặt nhà máy những máy sản xuất tại Trung Quốc luôn, để họ lắp ráp tại Trung Quốc luôn và họ chuyển qua đây, thì những cái đó nó thành ra là made in China. Mất khổ vậy đó. Hoặc là những cái món đồ chơi của trẻ trẻ em thì nó có như là đa số, còn như là 90% là made in China các bạn. Tại vì cái như là họ làm với một cái thành phẩm như vậy, họ bán giá nó quá rẻ. Chất lượng thì dĩ nhiên là nó không có bằng những cái nước mà tiên tiến, nhưng mà cái mẫu mã thì nhìn cũng cũng ok đó, mà nó được cái là giá thành nó rẻ là ok rồi. Nó rẻ là tại vì con nít mà nó đem về nó chơi chừng một hai ngày là nó chán, nó quăng rồi nó hư là lại mua cái khác như vậy đó, chứ không thể nào mà mình xài lâu dài mà nó bền được cái món hàng của Trung Quốc được, chắc chắn là một điều vậy. Cho nên nó tóm lại là khi mà chúng ta cầm được một cái sản phẩm nào mà made in Việt Nam đó là chúng ta rất là tự hào, bởi vì cái nước mình là nước nhỏ phát triển sau những nước khác, mà lại là có được những sản phẩm chất lượng để sản xuất xuất khẩu qua tới Mỹ là một điều tuyệt vời, cho nên Quốc Võ rất là thích như vậy. Quay lại câu chuyện của găng tay Đại Nam, các bạn biết rằng là tại sao là có những cái thành phần, ví dụ như là vừa rồi một số YouTuber khác cũng đã nói về cái vấn đề của một cái cô tên là Hoàng Kim Dung gì đó, review một cái sản phẩm găng tay của người ta, cái tay của cổ rất là to, cái tay đó là mình nghĩ rằng là cổ mang là ít nhất là cũng phải size là large hoặc là medium hoặc là large, tại vì cái tay cổ rất là to, mà cổ review cái sản phẩm mà nó quá chật, đeo vô là mình thấy rằng là cái sản phẩm đó là hình như là cổ lấy là size là small, sao tức là size S, nhưng không phải là size M, size S là size small đó. Đeo vô là cảm thấy chật rồi, mà cổ không có đeo đúng cách, đeo một cách rất là hấp tấp, đeo cái này là đeo để là coi như là trù dập, chứ không phải là đeo để mà review một cách rất là công bằng. Đeo người ta đeo á, mà người ta đến review là người ta từ 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 người ta đeo giống như bình thường vậy thôi thôi, và đeo phải đúng kỹ thuật đeo. Cổ để móng tay dài, tức là phụ nữ để móng tay dài mà cổ bấm vào, cổ kéo xuống, bấm và kéo xuống thì là mình biết sao nó không rách cái găng tay được. Mình đeo là mình phải 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 đúng đúng kỹ thuật đàng hoàng. Mình đeo là mình khi mình kéo găng tay là mình phải kéo bằng cái mô, tức là bằng bằng da tay, chứ không phải kéo bằng cái móng tay. Cái móng tay thì găng tay nào mà chịu nổi, khi bấm bấm vào mình kéo xuống thì nó rách, chứ là chuyện bình thường là đúng rồi. Mình khi mình kéo cái găng tay xuống đó thì mình dùng ngón tay mình dùng những cái mô da đó cho bàn tay mình đó, là mình kéo ha, mình kéo từ từ, và mình phải đeo, đầu tiên mình phải lựa cái găng tay nào mà nó vừa với lại cái tay của mình. Cái tay mình quá to mà mình lựa một cái small size, tức là cái size S, thì làm sao mà nó vừa được đó. Cho nên là khi đó, cái đây là một cái là dạng là trù dập, coi như là phá hoại, để coi như là bôi nhọ cái sản phẩm của người khác, cái điều đó là cái điều không nên. Thường thường mà những người mà các bạn biết rằng những người nào mà tên là Kim Dung á, là những người đó họ rất là giỏi, họ rất là tài, họ rất là dễ thương ha. Nhưng mà giống như là bác sĩ Huỳnh Thị Kim Dung, hoặc là giống như là Kim Dung là viết chuyện chuyện trưởng đi ha, chuyện của Kim Dung, chuyện trưởng, nhưng mà chắc cái cô này là cổ
của là Hoàng Kim Dung là chắc là bà con là Hoàng Lão Tà hay sao đó, cho nên là coi như là kiểu giống như là không có cái kiểu này là kiểu là review để phá hoại, mình nói thẳng là như vậy. À, mình rất là lên án những cái người mà giống như là phá hoại những cái công sức, những cái điều mà biết bao nhiêu công sức của nhiều người họ cố gắng họ làm ra để họ làm, họ xuất khẩu đi nước ngoài, họ làm vẻ vang cái nền coi như là kinh tế, coi như là khoa học kỹ thuật sản phẩm xuất đi nước ngoài để cho coi như là thứ nhất là đóng thuế cho chính phủ. Ví dụ họ 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 bán được những cái sản phẩm đó thì càng nhiều chừng nào á thì chính phủ họ lấy được cái tiền thuế đó, và cái tiền thuế đó là họ lo cho tất cả những cái vấn đề về trong đất nước, coi như là làm cho cái khoa học kỹ thuật, làm cho cái đất nước càng ngày cái nền kinh tế nó càng phát triển mạnh. Tức là cho nên là các bạn phải là ủng hộ tuyệt đối cho những doanh nghiệp của Việt Nam mà làm ra những cái sản phẩm mà chất lượng cao để xuất khẩu đi nước ngoài, là các bạn là người trong nước, các bạn phải ủng hộ. Giống như là Quốc Võ là người ở nước ngoài đi, mà chúng tôi còn ủng hộ, mà chúng tôi còn ủng hộ những cái sản phẩm mà trong nước mà để xuất khẩu được đi nước ngoài. Còn huống chi là các bạn là cái người ở trong nước thì các bạn phải nhá, mình phải nói là không dùng từ là nên nữa, mà là phải ủng hộ những cái doanh nghiệp ở trong nước. Bây giờ cho dù các bạn có không thích bà Nguyễn Phương Hằng, các bạn có là người không có ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng trong những cái câu chuyện drama vừa rồi, nhưng mà nói cho cùng, xét đi xét lại, cái nào ra công ra công, tư ra tư, sản phẩm ta làm ra, cái sản phẩm này không chỉ là công sức của bà Nguyễn Phương Hằng, nó còn công sức của ông Bùi Huy Dũng, nó còn công sức của hàng ngàn những cái người khác nữa, những cái người về design mẫu mã, những người mà làm về coi như là những cái thiết bị, những người mà làm những cái máy móc để mà tạo ra sản phẩm, những cái người mà đóng bao bì, những cái người mà chạy máy sản xuất, những cái người mà vận chuyển hàng hóa, tức là hàng trăm hàng ngàn người khác cùng hợp tác với nhau để làm lên một cái sản phẩm, mà cái sản phẩm này bây giờ nó được đi xuất khẩu đi nước ngoài, đó là một công sức rất lớn của một tập thể chứ không một cá nhân nào cả. Vì vậy cho nên là nếu như các bạn bây giờ ok các bạn không đồng quan điểm với bà Nguyễn Phương Hằng trong một cái thời điểm nào đó lúc mà drama xảy ra cái này cái nọ, nói rằng là bà ấy có những cái lời lẽ thô tục vân vân, thì Quốc Võ đồng ý vấn đề đó. Nhưng cái vấn đề ở chỗ là khi mà người ta ra sản phẩm là chúng ta phải ủng hộ chứ không phải chúng ta phải phá hoại, không thể là chúng ta phá hoại được, cái điều đó là cái điều đáng lên án đó. Tại vì các bạn biết rằng là khi mà sản phẩm được xuất khẩu đi đi ra nước ngoài, các bạn nghĩ rằng là bộ ở bên Mỹ này họ không có kiểm tra chất lượng sản phẩm mà khi mà họ nhập hàng từ 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 cái nước ngoài vào, sao họ phải kiểm tra chất lượng sản phẩm rất là kỹ thì họ mới cho phép nhập sản phẩm từ nước ngoài vào, chứ không phải cái sản phẩm tào lao bí đao ở đâu tự nhiên bây giờ đưa vô rồi 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 đôi khi có những sản phẩm nó không tốt, nó gây hại cho sức khỏe của cái người dân Mỹ hay sao. Cho nên là họ phải test kiểm tra rất là kỹ trước khi họ nhập hàng, cho nên không thể nói rằng là cái bao găng tay của Đại Nam là găng tay mà dởm được, các bạn không thể nói điều đó được. Cho nên công tâm mà nói đó, vẫn nói chuyện lẽ phải công tâm thì chúng ta phải ủng hộ cái người trong nước của chúng ta, chứ không thể là chúng ta vì ghét bỏ một người nào đó rồi chúng ta chọc cái bánh xe, chúng ta phá hoại để cho cái sản phẩm họ không có bán được rồi họ thua lỗ. Các bạn biết rằng là họ đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền của tài chánh để gây dựng nên một cái Đại Nam lớn như vậy, và hiện tại bây giờ là cái công ty là Đại Nam để sản xuất, mà cái chỗ mà cái nhà máy mà sản xuất găng tay đó, cái dây chuyền của họ là nó dài tất cả cây số đó các bạn. Cho nên là cái như là biết bao nhiêu cái đầu tư, cái sắt xám, cái trí tuệ, cái tiền tài chánh ở trong đó, và nhiều biết bao nhiêu đêm để họ thực hiện được những cái ước mơ và làm lên một cái thương hiệu găng tay Đại Nam để xuất khẩu đi nước ngoài như thế, thì cái chuyện điều kiện đó là chúng ta không có làm được. Nếu các bạn làm được thì các bạn làm thử đi ha, còn nếu các bạn không làm được thì các bạn im để cho người ta làm.
chứ đừng có lên tiếng mà bôi môi móc rồi nói xấu rồi trù dập rồi phá hoại, để coi như là cái nước Việt Nam nó càng càng nó đi xuống, để cái người ở ngoài cười vô trong đầu chúng ta. Các bạn biết là người người Nhật, người Hàn Quốc, ha, thậm chí là Trung Quốc luôn, họ làm những sản phẩm nội địa để làm cái gì? Cho dân của họ xài các bạn. Những sản phẩm mà ở trên đó nó có toàn là tiếng Nhật không? Những sản phẩm mà trên đó nó toàn là tiếng Hàn hoặc là toàn là tiếng Trung Quốc không? Thì họ lại bán cho người của họ xài. Và những cái chất lượng đó là chất lượng cao nhất, chất lượng mà tuyệt vời, thì họ bán cho người của họ xài. Ok. Là cái tinh thần dân tộc của họ quá cao. Như vậy mình suy nghĩ lại đi, tại sao người Việt Nam chúng ta sản xuất hàng Việt Nam mà chúng ta lại không xài, mà chúng ta lại đi moi móc, đi bôi nhỏ, đi bôi xấu những sản phẩm như vậy, trong khi những sản phẩm đó được xuất khẩu đi tới Mỹ là, ha, Mỹ họ mua để họ bán cho dân họ để là xài, mà đặc biệt người Việt Nam chúng ta lại không xài mà lại đi bôi nhỏ sản phẩm. Cái chuyện đó các bạn thấy rằng nó rõ ràng là nó có nó như thế nào, tinh thần gia tộc không có, hả, bôi nhọ danh dự nhau rồi bôi xấu nhau rồi chà đạp nhau rồi coi như là níu dò nhau xuống, ai thấy ai mà vươn lên được chút xíu là điếu xuống, tại vì không chấp nhận cho người ta hơn mình. Cái điều đó là chúng ta còn thua xa những cái người ở nước ngoài, ví dụ như là Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là Trung Quốc luôn. Đó, hôm nay là chúng Quốc Võ là nó thẳng ra luôn cho các bạn thấy rằng rõ ràng là có những cái vấn đề như vậy đó, cần phải lên án. Chứ nếu chúng ta không có lên án thì nó mãi mãi là như thế, nó không bao giờ mà nó vươn lên được cái tầm cao hết đó các bạn. Bởi vậy giờ như vậy đó, thì Quốc Võ cũng là cố gắng làm một cái clip để mà mình bày tỏ những cái quan điểm cá nhân của Quốc Võ thôi. Và nếu như có cái điều gì mà nó không phải đó, không có hợp ý với các bạn đó, thì các bạn có thể cho cái comment ở phía dưới, rồi chúng ta sẽ cùng trao đổi nhau và chúng ta sẽ học hỏi nhau để từ từ chúng ta có thể là hoàn thiện, ha. Chúc cho cả nhà của mình một ngày tốt lành nha. Ok, I love you cả nhà mình.